Ok, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn để cho anh em thấy là cái cách mình set up và cái thằng generator này như thế nào. Thì mình sẽ nói về cái cách mình hook up ra làm sao, xài làm sao, rồi sau đó mình mới đi vô trong cái vấn đề cần mua cái gì ha. Ok, trước tiên mình cần kêu một người thợ điện. Nếu mà ai mà biết cách làm điện thì đỡ tốn tiền. Mình kêu một người thợ điện tới gắn cho mình một cái hộp. Thì cái hộp này á là để mình mua một cuộn dây giống vậy, 4 cháu ha. Này, 4 cháu. Cái này nó run 30 em. Thì mình mua cái cọng dây cho vừa đủ dài từ cái hộp này cho tới cái chỗ nào mà mình để cái generator đó. Thì mình kêu thợ điện tới gắn cho mình một cái hộp này. Thì trong cái hộp này á, mình sẽ lấy cái cháu này nè, mình gắn vô đây. Là có nghĩa là mình supply điện vô. Ok. Thì cái hộp này nó làm á, là nó sẽ lấy điện từ generator, nó chạy vô đây, nó chạy lên đây và nó vô cái hộp chính của cái nhà mình. Thì cái người thợ điện đó, họ sẽ làm một cái breaker dành riêng cho cái hộp này. Và cái breaker đó lúc nào cũng turn off hết. Ok. Khi nào mình xài generator mình mới turn on. Thì bây giờ cái cách xài là sao? Mình cắm cọng dây điện này vô. Thì trước khi mà mình làm mấy chuyện đó á, là mình tắt cái công tắc chính á, từ điện ngoài đường đi vô nhà đó, là cái công tắc lớn á. Có những cái thì nó cái cầu dao nó nằm bên hông này nè, thì mình tắt nó trước. Sau khi mình tắt nó đó là mình sẽ turn off hết tất cả những cái breaker. Ok, rồi mình mới cắm cọng dây vô. Rồi cái đầu bên kia đó thì mình cắm vô cái generator. Rồi mình mới giật máy lên. Sau khi máy nổ rồi á, mình mới tới đây mình mở cái breaker của cái hộp này lên. Là lúc đó khi mình mở breaker lên á, thì điện từ cái generator nó sẽ đi vô trong cái hộp này. Ok. Thì lúc đó mình mới turn on lên những cái breaker nào mà mình cần xài. Ăn thua cái generator của mình nó mạnh cỡ nào. Thì nếu mà nó đủ mạnh thì mình có thể turn lên hết. Còn nếu mà nó không đủ thì mình chỉ thân lên những cái gì mà mình cần phải xài thôi. Chẳng hạn như tủ lạnh, microwave, những cái plug ở trong tường để mình xài TV hay này kia. Ok. Những cái mạnh như là air conditioning, máy lạnh ấy, là không có turn on. Nếu mà muốn xài máy lạnh thì forget mua mấy cái máy nhỏ này. Chạy không nổi đâu, mình đã thử rồi. Muốn chạy máy lạnh thì phải chơi tới cái loại mà bự á, cái hiệu mà Generac á, thì nó chạy bằng gas luôn. Nhưng mà khi mà đụng tới mấy cái đó là tính từ chục ngàn trở lên, không dưới. Ok, so mình chơi cái kiểu mà chỉ có điện để mà mình sống qua những cái lúc mà mình cần thiết thôi. Ok, cho nên nếu mà đúng cách á, nó sẽ có một cái miếng sắt nó gắn vô đây nè. Thì cái miếng sắt đó nó sẽ chặn lại cái breaker, cái nút mà bật điện từ đường đi vô á. Nếu mà mình bật được cái nút đó thì cái nút của cái thằng generator này sẽ không bật được, nó sẽ gài lại. Cái miếng sắt đó là chủ yếu nó làm vậy. Có nghĩa là nó không cho phép mình turn on hai cái cùng lúc. Tại vì điện nhà đi vô, điện này đi vô, hai cái nó đụng nhau là kể như cháy nhà. Cho nên cái nó có một cái miếng sắt, nó design cho tùy theo cái breaker của mình để đâu, thì nó chặn lại, nó chỉ cho phép mình mở một cái thôi. Cái kia mình muốn mở không được, nó sẽ chặn lại, nó không cho mình mở. Nếu mà mình muốn mở cái thằng dưới á, thì mình kéo cái miếng sắt lên thì nó sẽ chặn lại thằng trên và nó cho mình mở thằng dưới. Ok, so cái thằng thợ điện nó sẽ biết cái chuyện đó.
Thì nói tóm lại là mình không bao giờ turn on điện từ ngoài đường vô và điện từ trong cái generator vô cùng một lúc là không có được. Thành ra đó là make sure turn off thằng này trước rồi bắt đầu mới turn on thằng này sau. Ok, so cái đó là cái way how to use sau khi mà mình turn on những cái breaker mà trong nhà xài rồi á, thì mình vô nhà mình xài bình thường, xài giống như là bình thường thôi. Ăn thua cái generator của mình nó power cỡ nào thì mình dĩ nhiên lúc đó là cái phòng này mình mở đèn thì tắt mấy cái phòng kia đi, những cái phòng nào không cần thiết thì tắt, có nghĩa là mình hạn chế. Ok. Ok, mình đã gắn cái đường dây vô trong cái hộp rồi. Thì bây giờ cái đường bên này á nè, bốn cháu ha. Mình sẽ gắn vô trong cái generator. Mình nên xài cái bốn cháu 30 em, tại vì là lúc mình mua cái generator cũng vậy, cố gắng kiếm cái generator nào mà nó có 30 em á, tại vì có những cái breaker nó cần 30 em, mà nếu mà mình xài cái cọng dây 30 cháu á thì những cái breaker mà 30 em nó không có xài được. Rồi mình phải mua thêm một cái cọng dây gas, thì cái này cũng vậy, mua nó dài vừa đủ cái chỗ nào mà mình có cái đường gas ra cho tới cái chỗ cái generator. Ok, thì mình mua cái loại dây mà nó có cái quick connector nè, nó giống như là cái air hose á, thì bỏ vô một cái là xong ha. Thì cái này nó giống air hose nhưng mà nó dành cho gas nha, không phải là dành cho air. Thì ở trong tường ra đó mình cũng gắn một cái như vậy, female. Ok, trong tường ra nha. Lý do là sao? Cái này nó cũng là lock cái air luôn, mình dĩ nhiên mình phải có một cái lock ở ở trong rồi, nhưng mà cái đồng thời mà nếu mà cái này nó bung ra đó thì cái này nó cũng lock cái gas lại luôn. Ok, cho nên trong tường nó bao giờ cũng là female. Rồi bắt đầu cái dây của mình á là male, mình mới gắn vô female. Ok, rồi khi mà cái dây của mình gắn từ trong tường ra, cái male của mình đã vô trong tường rồi, thì còn lại nó là female. Thì cái female mình mới gắn vô trong cái chỗ thằng này. Thì đây cũng là một cái safety thứ hai ha. Nếu mà lỡ cái này mà nó bung ra thì cái thằng này nó lock gas lại. Còn nếu mà mình dùng thằng này là male á, mà lỡ nó tuột ra đó là bắt đầu gas nó bắn tùm lum. Ok, cho nên ở ngoài này thì phải xài female rồi mình mới hook up vô thằng này đó. Thì nếu mà mình xài cái quick connector này á, thì nó tiện lắm. Rồi sau khi mình hook up điện, mình hook up gas, thì cái thằng này ở đằng sau này nó có một cái nút, mình bấm cái nút đó vô. Thì cái nút đó vô để làm chi? Nó mở cái valve ra cho gas nó chạy vô trong cái carburetor. Thì mình bấm khoảng chừng 2 3 lần, bấm thả khoảng chừng 2 3 lần cái mình đề là nó nổ. Ok, so that's how the way it's set up. Mình cần thợ điện, mình cần mua cọng dây điện, mình cần mua cọng dây gas. Còn những cái connector này á, lên mấy cái này là mua trên Amazon hết á. Có những cái cục như vậy nè, thì mình không có biết cái răng nó sai mấy, cho nên mình không có mua. Mình đợi cái này về, cái mình cầm nguyên cái cục này ra ngoài Home Depot á, mình mua một cái bẻ 90 độ, tại vì mình không muốn đưa nó thẳng ra, đưa thẳng ra thì nó dài quá, cho nên mình bẻ 90 độ rồi mình mới gắn cái thằng quick connector male này vô đây, thì cái thằng female này nó vô đây. Thì cứ mua trên Amazon, được cái gì thì mua, nếu mà biết, không biết á, thì mua mấy cái này trước đi, rồi xong rồi cái
mấy cái nào còn lại á mình ra Home Depot cái mình thử nó coi cái nào đúng răng là mình mua. Ok, bây giờ mình nói về cái cách hút gấp của thằng này. Thì đường gas nó sẽ vô đây. Nó làm gì trong đó mình không biết. Nó chạy xuống đây rồi nó bắt đầu nó chạy vô trong cái carburetor. Thì những cái này là nó đi theo với cái này, chỉ có trừ cái phần ngoài này là mình phải mua thôi. Thì ở bên này nó có con ốc. Con ốc này á, là khi mình giật máy lên á, là mình mới điều chỉnh cái con ốc này cho cái lượng gas nó vô cho tới khi nào tiếng máy nó êm. Nếu mà đúng cách á, thì mình lấy cái multimeter á, cái đồ mà đo điện á, mình mới đút vô trong cái chỗ mà cắm điện 110 á, thì mình đo nó coi nó đúng 60 Hz không. Mỹ này mình xài 60 Hz phải không? Thành ra mình đo thử đúng 6 thì mình chỉnh cho tới khi nào nó đủ 60 Hz là cái máy nó chạy êm. Rồi. Chắc cái carburetor thì ai cũng biết rồi phải không? Nhưng mà nếu mà những người nào không biết á thì thật sự nó cũng dễ lắm, không có gì khó. Mình mò từ cái ống xăng này, bình xăng ở trên này nè. Mình mò coi cái đường xăng nó đi xuống đi đâu. Thì mình đi theo cái ống xăng thì nó sẽ chạy vô cái carburetor. That's it. Là mình biết nó nằm trong đó. Thì bắt đầu mình mới tìm cách mình tháo nó ra. Thì tháo cái air filter ra, tháo cái hose ra thì bắt đầu mình sẽ thấy cái carburetor. Thì cái carburetor á, nói cho những người nào mà chưa có biết á, thì nó có cái lỗ, hai bên nó có hai con ốc nó đưa ra ha. Rồi bắt đầu á cái carburetor nó mới bắt vô. Thì mình mới tháo cái đó ra thì ở đó nó có cái gasket. Thì cái gasket mình vẫn để trong đó rồi bắt đầu cái thằng này nè nó sẽ supply cho mình một cái ống này nó dính vô cái gasket. Nó cái dạng của nó giống như là cái gasket của cái carburetor á, nhưng mà có thằng thì nó làm bằng aluminum, có thằng thì làm bằng nhựa, có thằng thì làm bằng cao su, tùy. Nhưng mà nó chẳng qua nó dày dày chút xíu để nó có cái đường ống nó đi vô để mà nó bắn gas vô trong đó. Thì nó cũng có hai cái lỗ hai bên y chang như cái gasket vậy đó. Thì mình mới bỏ vô trong hai con ốc đó. Rồi xong rồi mình mới gắn cái bộ phận ở ngoài vô rồi mình siết ốc lại thôi. That's it. Không có gì khó. Cứ tưởng tượng giống như là mình gắn thêm một cái gasket vô vậy thôi. Thì có thằng thì nó làm dày cỡ này, có thằng làm dày cỡ này, tùy 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 theo hiệu ha. Rồi mình mở ra cái mình gắn cái đó vô, xong rồi cái mình siết ốc lại. That's it. Very easy, không có gì khó khăn hết trơn á. Có nhiều người kỹ á thì họ lấy cái đồ mà check gasket á để mà seal nó lại. Có người làm có người không làm thì tùy. Ngoài ra sau khi mà mình xài gas á thì make sure trong đường ống nó không có xăng. Thì muốn không có xăng á mình đề máy nổ xong rồi cái là mình tắt cái đường xăng đi. Mình tắt cái đường xăng để cho nó máy nó chạy nó rút hết xăng trong cái đường ống và tự động nó tắt. À, lúc đó nó hết xăng thì lúc đó mình mới xài gas. Thì xài gas cũng vậy, sau khi mình xài gas xong á thì mình không có tắt máy mà mình tắt cái đường gas ở trong nhà đó, ngay chỗ cái valve mà ngay chỗ cái đường đi ra đó, mình tắt cái valve đó đi thì nó mới rút hết gas từ trong đường ống, nó xài hết và nó sẽ tắt máy. Là lúc đó là trong đường ống nó không có gas. Rồi sau đó mình muốn xài xăng thì mình cứ việc mở xăng lên mình xài, có nghĩa mình xài qua xài lại, nhưng mà make sure đó là mình xài xong là trong đường ống nó không 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 có xăng hoặc không có gas. Ok. Bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách adjust cái lượng gas vô bằng cái con ốc này như thế nào nha. Để giật máy lại. Trước khi mà mình giật máy á, mình mới bấm cái nút ở đằng sau này nè, khoảng 2 lần bấm nhả.
sẽ vặn vô. Đang vặn vô thấy máy nó yếu không? Nó nhả ra lại, nhả ra lại. Nhả cho tới chừng nào mình nghe cái máy nó, cái tiếng nó đều. Ok, bây giờ mình sẽ nói về những cái món đồ mình cần mua ha. Đây là những cái món mình cần mua ở trên Amazon cũng được. So, đây là cái cọng dây 30 em ha. Mình có thể chọn size mình muốn. Khi mình coi mấy cái tên này mình bỏ vô mình search á, thì khi mình kéo xuống dưới đây thì nó nhiều lắm. Nó nhiều loại, nhiều màu, mình thích cái nào thì mình mua cái đó ha. So, cọng dây này. Rồi cái connector, cái quick connector nè. Mình cần phải mua một bộ này. Tại vì cái cọng dây gas là nó đã một bộ rồi. Mình cần một bộ để mình gắn ở trong nhà đi ra, và một cái mình gắn ở trong cái generator. Ok, sao mình cần phải mua một bộ này. Rồi cái gas hole nè. Mua một cái này thì mình xem tin mình cũng có thể chọn cái size, cái chiều dài của nó đủ size hết trơn. Ok. Rồi mình mua, nếu mà muốn thì mua một cái set này. Để mình gắn vô trong cái generator, cái cục converter thì mình khỏi mất công phải khoan lỗ. Ok. Ngoài ra còn gì nữa? Cái converter qua gas thì cái này á, nó cũng có nhiều hiệu lắm. Thằng này là hiệu gì? Garrison. Ok, mình có thể lên Amazon mình mua ha. Mình có thể qua bên eBay. Mình vô eBay mình bấm cái tên của cái generator của mình đó, Honda EU3000 IS Converter Kit là nó ra. Thì nó ra thì mình coi, hoặc là mình có thể vô thẳng cái website của nó ha. Cái thằng này là cái thằng mà tương đối là popular ở Mỹ, nó xài, nó gọi là US nó gọi là US gì đây nè. Đây trên này nè. US Buration.com. Thì mình vô đây mình tìm nó, nếu mà mình không có tìm ra hoặc mình không biết cách tìm á thì mình gọi thẳng nó luôn. Những người nào mà không có rành á, thì cứ gọi thẳng nó luôn, nó ta muốn mua cái đó cho máy này thì nó chính xác hơn ha. Đây cũng là một thằng, nó gọi là pngtech.com. ok, thì mình vô đây rồi mình cũng search cái mà mình muốn cho cái máy của mình. So Amazon, eBay, hoặc là mình vô thẳng website của nó. Nó có nhiều hãng, nhiều brand, nhưng mà cái nào nó cũng work giống nhau. Bây giờ chỉ có quan trọng là cái giá tiền thôi. Ok, mình thấy cái nào nó hợp lý
Thì mình mua cái đó chứ còn cái thằng nào cũng vậy à. Ok, so đó là những cái mà mình cần phải mua. À, đây là những cái mình cần phải mua, à, vài món, không có nhiều lắm. Ok, à, chúc mọi người thành công.